Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Huy của Robot. Ở trong video này là một cái trận đấu hôm qua mình đã livestream, đó chính là một trận đấu gặp cái Clan Thái anh em nhé. Nếu như hôm qua anh em nào mà đã tham gia cái giveaway của mình thì chắc chắn là đã biết cái kết quả như thế nào rồi. Thì ở trong cái video này cũng là một cái giveaway về cái bộ súng điện mới của mùa này mang tên là Sư Phang nha. Còn cách thức tham gia thì chúng ta hãy cùng tham gia, cùng theo dõi cái trận đấu này và bình luận cái kỹ thuật ở trong cái chỗ này em nhá. Cũng như là mình sẽ lựa chọn là 5 người có những cái bình luận hay và 2 người là đến từ là quay số may mắn nha. Rồi, quay trở lại với trận đấu thì mình đã sử dụng ở trong cái chỗ này, đó chính là cái bộ set trang bị chuẩn cho cái con QR nha. Đó chính là cái con đớn sai này và module RA cũng như là cái bộ súng rớt em nhá. Thì cái bộ này ấy, nếu mà chúng ta chơi theo một cái dạng tanh em nhá thì chúng ta có thể bị lag rồi. Đó, bị dính tao mẹ mute em ạ. Đấy, bị dính tao mẹ mute là mù không thấy gì luôn em ạ. Vừa rồi ấy, là mình đã có sử dụng ấy là cái module passive, nhưng module passive không thể giải trừ hiệu ứng mù khi chúng ta đang bị dính em nhá. Kể cả là trước khi mà chúng ta bị dính hiệu ứng mù, chúng ta kích hoạt ấy, thì cũng không thể đỡ được cái hiệu ứng là mù đến từ tầm mẹ mô tê anh nhé. Đây là không biết là tính năng hẻ lỗi em nhỉ. Rồi, cũng như là nếu mà chúng ta đỡ được cái hiệu ứng mù đến từ cái con giống Anger thì có thể đỡ được em nhé, nhưng mà cũng không thể giải được ở cái phiên bản này em nhé. Cũng không thể giải được hiệu ứng mù khi mà chúng ta đã bị dính nha. Đây mình thả ra pháo này, thả ra pháo và lùa đi cái mà bị dính. Ủa may quá mình đã thoát ra khỏi cái vòng của cái thằng máy Mote rồi, cho nên là vừa rồi không phải bị lắc em mà cứ tưởng là bị thoát rồi cơ. Hôm qua đánh rồi mà hôm nay mình vẫn bị quên rồi đó nha. Mình chờ hết cái hiệu ứng EMP cũng như là hiệu ứng là mù nha, sau đó mình sẽ thả cái đắp pháo ở đây, thả đắp pháo ở đây rồi làm tanh đúng không em ạ. Còn QR làm tanh rất khỏe, cùng với đó là hiện tại là mình đã max stack của cái module hoặc của cái con đối sai rồi, cho nên là bây giờ rất là khỏe luôn. Đấy, mình qua nhà địch chiếm cái trụ này cũng như là dụ địch về xem có ai về không nha. Đó, xem có ai về không này. Đấy, có ai về không, ai về không đấy, có người về biết ngay mà hiểu. Mình qua chấm trụ là kiểu gì cũng có thằng nó về kia mà. Đấy, đúng không ạ? Rồi, xong là mình thả đắp pháo ở đây lùa. Chứ giờ tanh khỏe hơn con Ochochi là đều chắc chắn anh em. Đấy, hết ra ngoài thôi. Hai con thì mình không chơi được em ạ. Hai con thì mình không mà chơi nổi được. Ba con luôn này. Đấy, bật phè ship lên để mà tránh sốc đam, cho bật kỹ năng lên để mà tăng cái lượng máu. Rồi ôi, nhưng mà địch họ bắn như thế này thì mình đỡ nổi không? Ui, hai con tinh tắc lận em ơi. Rồi xong một con Ochochi. Tông quá luôn quá. Thôi rồi, mình sẽ xuất cái con chủ đề chính của cái video này, đó chính là cái con FL. Vì bây giờ FL là mình chưa có tao mẹ anh em nhá. Có tao mẹ lên được ấy là mình sẽ chơi cái con Newton này. Đó, chơi con Newton kích tao mẹ lên miễn hiệu ứng suppression đã. Rồi sau đó là có skill nhá, có cái đạn thì mình bắn tiếp này. Đấy, có tao mẹ tiếp này. Đấy, xuống nha, anh ta hất lên này, hất mình lên này, mình không sợ luôn. Đấy, xuống xuống, ui lại bị hất lên 50% máu, nạp về kỹ năng bắn tiếp anh ạ. À, em thấy chưa, hôm qua có một anh em bảo mình tại sao không sử dụng cái bộ súng máy cho cái con Titan này, thì anh em đã thấy ở trong trường hợp vừa rồi ấy, bộ súng máy bắn cái con Newton ấy bắn rất là lâu anh em ạ. Mà bắn lâu quá thì lúc đó nó giật cho khẩu súng điện là hai phát đắp một cuộc tình luôn anh em ạ, không kịp làm gì luôn đó. Vì vậy nên là đó là cái lý do mà tại sao mà mình sử dụng cái bộ súng và bộ súng điện cho cái con FL anh em nhé. Chưa nhiều lúc thì mình ở trong một số những cái trường hợp thì mình cũng sử dụng là cái bộ súng và bộ súng máy đạn đuổi cho FL anh em nhé. Nhưng mà rất là nhiều cái bản đồ ấy, là chúng ta không thể sử dụng được cái con FL với cái bộ súng máy anh em nhé. Cho nên là mình đã sử dụng là cái bộ súng điện này. Nó đóng góp rất là quan trọng ở trong chỗ này mà. Nếu mà vừa rồi mà không diệt mấy cái con Titan bên địch ấy thì nó nhây nó hất lên cho team mình ấy là không bắn được gì luôn anh em ạ. Đây là một cái điểm nhấn rất là quan trọng ở trong cái trận thắng của cái trận này nhá. Đó, trận này thắng là rất là quan trọng đến từ cái con FL sử dụng cái bộ súng điện này em ạ. Đừng có nói là cái bộ súng tại sao anh lại không sử dụng cái bộ súng máy em nhá, thì có lý do cả em ạ.
Nhưng mà nhiều lúc ấy, mình cũng sử dụng cái con FPL với một số máy để diệt robot anh em nhá. Và tối hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ dùng bộ số máy em ạ. Nhưng Titan là Titan gốc anh em nhá. Tối hôm nay là có những cái bài khác nhau em ạ. Anh em có biết là dạo gần đây là mình ấy là hay đi đấu với cái này đúng không? Hôm trước ấy thì thua với cái tỷ số là mình bị thua tỷ số là 1-2. Hôm qua thì thắng được là 2-1. Đó. Nhưng mà hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ cần phải thay đổi cái chiến thuật em ạ. Nếu mà như hôm qua là mình sẽ bị địch tức là bắt bài rồi em ạ. Cho nên là hôm nay mình sẽ cần phải thay đổi cái kỹ thuật em nhá. Tối hôm nay sẽ là sử dụng tài mẹ keo em nhá. Nếu như anh em nào mà đón xem cái trận đấu hôm nay thì hãy chú ý là lúc khoảng 10 giờ tối hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục là đấu với cái đàn Thái em nhá. Rất là hay luôn. Rồi, thì đó là toàn bộ những cái chia sẻ sơ qua về cái trận đấu này. Cũng là hiện tại thì em cũng thấy là khi đấu một cái team mạnh ấy thì chúng ta rất là bị một cái tình huống gọi là bị thua trụ anh em. Em thấy chưa? Đã thua trụ rất là nghiêm trọng luôn anh em. Và bây giờ nó còn cỡ một lúc là lúc nãy ấy, là bị mất là 4 trụ luôn anh em ạ. 4 trụ đỏ luôn, khá là nguy hiểm. Đây, mình bay lên này. Mình bay lên, ôi lắc quá. Lắc quá, con robot nó cứ giật thì cũng giật tốc biến cho nên là mình bắn cái bị trượt đạn đó. Rồi hạ anh xuống nhá. Rồi đây là cái con này, và chiếm một này bắn lên này. Ôi sao không lên tàu mẹ không lên đam này. Ôi rồi bị lag rồi, mãi mới lên rồi mà. Rồi đó là mình sẽ cần phải là ui bị dính tàu mẹ một tên tiếp rồi. Không phải này, bị dính cái gì chỗ 5 giây nhỉ. Rồi xuống nhá. Không xuống rồi. Nhưng mà địch cũng hết Titan này em ạ. Tại vì vừa rồi mình đã diệt hết Titan địch cơ mà, đúng không? Nếu như ở trong thằng cuối game này ấy, mà có địch ấy, mà có Titan ấy, như lúc nãy mà mình không diệt nhanh ấy, thì cái trận này có lẽ là rất là khó rồi em ạ. Rồi, đứng người tăng tiếp này. Rồi, ui, mất trụ mạnh quá em ạ. Rồi, trụ nhà địch không ai chiếm thì mình sẽ lên móc trụ nhà địch em ơi. Mình sẽ lên móc trụ nhà địch luôn. Đấy, mình lên móc nhá. Cho tỉa ở những cái vị trí khác. Đấy, đúng rồi, team mình cũng bắn một tên đó anh em ạ. Cùng nhau dồn đam vào một mục tiêu. Đấy, chỗ này à. Đấy, rồi, trụ trống không ai chiếm này. Mình phải qua chỗ kia thôi. Phải chia nhau ra anh em ạ. Ôi, mình bị dính hiệu khóa chân nữa. Đến từ cái tháp pháo của con robot Kira. Chúng ta sẽ cần phải chia nhau ra bắn anh em nhé. Không được tập trung quá đông ở một cái trụ em nhé. Như vậy là sai anh em ạ. Này này thì sân lâu rồi đấy, giật cho tuét nít luôn em ạ. Đó là thì vừa rồi thì mình trận này ấy, thì mình đã tiêu diệt được hoàn toàn địch em ạ, cũng là cái đóng góp rất là quan trọng đến từ cái con Titan FPL. Nếu như anh em thấy video này hay và giúp ích chịu cảm hứng cho anh em thì đừng quên để lại cho mình một like và bình luận cái video của mình để tham gia cái giveaway này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.